cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát thành tựu phương tiện thiện xảo như thế, rất là hy hữu. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, Đại Bồ Tát ấy thành tựu phương tiện thiện xảo như thế, rất là hy hữu. Thiện hiện nên biết như mặt trời mặt trăng lần lượt chiếu sáng thế giới bốn đại châu là một việc to lớn các loài hữu tình phi tình trong thế giới ấy. Tùy theo thế lực ánh sáng ấy mà hoạt động, đều hoàn thành sự việc của mình. Cũng thế, bát nhã ba la mật đa chiếu sáng năm ba la mật đa khác, làm sự việc to lớn năm ba la mật đa, như bố thí vân vân tùy theo thế lực của bát nhã ba la mật đa mà chuyển vận để hoàn thành sự việc của mình hiện hiện nên biết bố thí vân vân năm ba la mật đa đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ mới được gọi là ba la mật đa nếu lìa bát nhã ba la mật đa thì bố thí vân vân năm ba la mật đa chẳng được gọi là ba la mật đa thiện hiện nên biết như chuyển luân vương nếu không có bảy loại quý báu thì không được gọi là chuyển luân thánh vương cần phải đủ bảy loại quý báu mới được gọi là chuyển luân thánh vương bố thí vân vân năm ba la mật đa cũng giống như thế nếu chẳng phải bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ thì chẳng được gọi là ba la mật đa cần phải được bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ mới được gọi là ba la mật đa thiện hiện nên biết như có người nữ đẹp đẽ giàu có nếu không có người chồng khỏe mạnh bảo vệ thì dễ bị kẻ xấu xâm phạm bố thí vân vân năm ba la mật đa cũng giống như thế nếu không có sức nhiếp hộ của bát nhã ba la mật đa thì dễ bị thiên ma và quyến thuộc của chúng phá hoại gây trở ngại thiện hiện nên biết như có người nữ đẹp đẽ giàu có nếu có người chồng khỏe mạnh bảo vệ thì chẳng bị kẻ xấu xâm phạm bố thí vân vân năm ba la mật đa cũng giống như thế nếu có thế lực của bát nhã ba la mật đa nhiếp hộ thì tất cả thiên ma và quyến thuộc của chúng chẳng thể phá hoại gây trở ngại thiện hiện nên biết như có quân tướng khi lâm trận chuẩn bị tốt các thứ áo giáp đao trượng thì oán địch lân quốc chẳng thể hại được bố thí vân vân năm ba la mật đa cũng giống như thế nếu chẳng xa lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa thì ma và quyến thuộc người tăng thượng mạng cho đến bồ tát chiên đồ la vân vân đều chẳng thể phá hoại được thiện hiện nên biết như các tiểu vương ở châu thiệm bộ theo thời chầu hầu chuyển luân thánh vương nhờ chuyển luân vương nên được du ngoạn cảnh đẹp bố thí vân vân năm ba la mật đa cũng giống như vậy tùy thuận bát nhã ba la mật đa do thế lực bát nhã ba la mật đa dẫn đạo nên mau đạt đến quả vị giác ngộ cao tột